Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay em xin phép làm video để giới thiệu cho anh chị về chiếc xe Toyota Cross giá bán ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì trước mắt chúng ta đây, phía màu đỏ là chiếc xe Cross phiên bản xăng điện màu đỏ. Còn phía bên tay phải chúng ta đây là một chiếc xe Cross phiên bản G màu đen. Và Toyota Cross năm 2023 thì vẫn giống như 2022 thôi, là để được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Và có 3 phiên bản là 1.8G là phiên bản màu đen này, 1.8V và 1.8HP là chiếc xe màu đỏ ở đây. Thì hiện tại thì năm 2023 thì đã có một bản nâng cấp nhẹ là phiên bản G được nâng cấp lên cái màn hình lớn giống phiên bản 1.8V. Còn phiên bản 1.8V và 1.8HP thì được nâng cấp lên màn hình Apple CarPlay không dây và nâng cấp lên cốp điện cộng với đá cốp. Thì giá các phiên bản lần lượt như sau ở thời điểm tháng 4 năm 2023 này. Thì đối với xe bản chưa nâng cấp thì bên em hiện tại đang còn là phiên bản xăng lái điện có giá niêm yết là 936 triệu. Và hiện tại thì bên em đang giảm cho phiên bản xăng lái điện, phiên bản chưa nâng cấp, có nghĩa là vẫn là cốp cơ và màn hình thường ấy, là 42 triệu tiền mặt và giảm tặng cho anh chị gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Và ngoài ra thì với cái ưu đãi như bên trên thì anh chị lấy xe bản xăng điện chưa nâng cấp thì cần chuẩn bị cho em khoảng 992 triệu để lăn bánh, còn trả góp thì khoảng 290 là trả góp xong xuôi rồi. Còn phiên bản thứ hai, phiên bản chưa nâng cấp là phiên bản 1.8V, là phiên bản nó cùng option với cả phiên bản xăng lái điện này, tuy nhiên nó khác một chút về máy cũng như là một chút về cái bề ngoại thất, thì có giá niêm yết là 846 triệu và thời điểm này bên em đang giảm cực lớn là 65 triệu tiền mặt. Với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần khoảng 870 là lăn bánh, còn trả góp thì khoảng 250. Thì với cái ưu đãi này thì nó là một cái số tiền cực lớn so với anh chị lấy xe khoảng thời điểm một tầm nửa năm đến một năm trước. Còn đối với phiên bản hay đã nâng cấp thì bên em có giá niêm yết cho phiên bản xăng lái điện là 955 triệu là tăng so với cái bản cũ. Là đối với bản xăng lái điện 2023 nâng cấp này thì bên em đang có giá niêm yết là 955 và thời điểm này bên em giảm là 42 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng cho anh chị một gói phụ kiện trị giá 15 triệu. Thì đối với cái ưu đãi như bên trên thì đối với phiên bản đã nâng cấp thì anh chị cần chuẩn bị giúp em số tiền là 1 tỷ 013 triệu lăn bánh, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 295. Phiên bản thứ hai là phiên bản 1.8V nâng cấp thì giá niêm yết cũng tăng lên là 806 và hiện tại em đang giảm là 55 triệu tiền mặt. Thì với ưu đãi bên trên anh chị cần chuẩn bị giúp em là khoảng 896 triệu và trả góp thì chuẩn bị giúp em khoảng 262. Còn phiên bản thứ ba, phiên bản 1.8VG, phiên bản màu đen này thì có giá niêm yết là 755 và thời điểm này em đang giảm 22 triệu tiền mặt. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị cần chuẩn bị cho em là 813 triệu, còn trả góp thì anh chị chuẩn bị cho em khoảng 236 triệu là lăn bánh được rồi. Thì vừa rồi em đã báo cho anh chị về cái giá của cả hai phiên bản đã nâng cấp và chưa nâng cấp, tất cả phiên bản. Thì anh chị nào cần em báo thêm về cả cái thông số cũng như là về cái các cái thông chi tiết ưu đãi thì có thể liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Thì xe này tất cả phiên bản bên em đều đang hỗ trợ trả góp là 80% giá trị xe và thời gian vay tối đa là 7 năm. Thì số tiền tối thiểu cần chuẩn bị thì như em đã thông báo với anh chị ở bên trên rồi. Vâng, bây giờ thì em trong khi là giới thiệu về cái giá bán thì em đã có quay một chút về ngoại thất cho anh chị, thì bây giờ em sẽ giới thiệu một chút về nội thất cho anh chị. Thì đầu tiên là đây là cái màu ngoại thất màu đỏ và nội thất cũng là màu nâu đỏ. Thì cái xe này có tùy chọn về màu nội thất là nội thất màu đen hoặc nội thất màu nâu đỏ như trước mắt anh chị đây. Thì cái màn hình này là phiên bản đã được nâng cấp, là màn hình đã nâng lên là Apple CarPlay và Android Auto không dây, và cốp đã trang bị là cốp điện hàng ghế thứ hai. Tất cả những trang bị ốp ở trên ghế cũng như là ghế này đã được là sử dụng trang bị là ghế màu nâu đỏ. Theo đa số khách hàng đánh giá thì cái màu nâu đỏ này trông nó sẽ sáng xe hơn so với cái màu đen cũng như là sạch hơn. Màu đen thì nó sẽ có cái thể hiện được cái màu, cái khỏe khoắn cũng như là cái độ thể thao của nó. Đấy, thì cốp thì đã được trang bị cốp điện zin theo xe cộng với cả đá cốp
có cái nút chức năng đóng cốp điện đây và đóng kèm với mở khóa cửa là nút bên này. Zin theo xe thì giá đã cũng nâng lên so với phiên bản cũ. Hiện tại thì bên em đang còn sẵn luôn cả phiên bản cũ và phiên bản mới. Anh chị nào cần em báo giá lại, em cũng báo giá ở cái đầu video rồi. Còn anh chị nào cần em thông báo thêm về cái chính sách ưu đãi cũng như là tùy khu vực anh chị muốn tham khảo giá lăn bánh thì có thể liên hệ giúp em vào số hotline để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.